Hiếu Nguyễn giành giật sự sống, nói nguyên nhân xảy ra dẫm đạp Itaewon, ám ảnh câu ngạt thở quá. Thoát nạn từ thảm kịch dẫm đạp ở khu phố Itaewon, đến bây giờ Hiếu Nguyễn vẫn chưa thể hoàn hồn. Kể lại giây phút ngàn cân treo sợi tóc, diễn viên phim Hương Ga gọi đó là đám đông hỗn loạn, dòng người chen chúc nhau, tiếng là hét cầu cứu vang động cả con đường. Bữa tiệc đen tại con phố Itaewon đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân Hàn Quốc lẫn khách du lịch. Cứ ngỡ sẽ được thoải mái vui chơi sau 3 năm đóng cửa vì Covid-19. Tuy nhiên, lễ Halloween lại trở thành thảm kịch cướp đi mạng sống của hơn 150 người. Sau khi cảnh sát Hàn Quốc xác nhận nữ sinh DTT là người Việt Nam gặp nạn trong vụ việc. Mới đây, diễn viên Hiếu Nguyễn cũng xác nhận mình có mặt tại buổi tiệc hôm ấy và thoát nạn trong gang tấc. Trước khi đặt chân đến Itaewon, Hiếu Nguyễn được biết đây là khu phố sầm uất nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Vì vậy, anh và bạn bè đã quyết định đến đây tận hưởng. Khoảng 21 giờ tại Itaewon, diễn viên phim Hương Ga đã cảm nhận được sự bất ổn khi dòng người liên tục ùa vào từ hai đầu đường. Cứ thế, cảnh tượng chen chúc tô đẩy đã diễn ra. Tận tai nghe mắt thấy những tiếng la hét cầu cứu, anh gọi đó là giây phút đứng trước cổng địa ngục. Đến bây giờ, anh vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ giẫm đạp là do có idol xuất hiện hay cháy nhà. Tuy nhiên, khung cảnh hỗn loạn ấy vẫn còn ám ảnh soái ca 8X. Trên trang cá nhân, Hiếu Nguyễn không giấu được sự hạnh phúc khi thoát nạn trong gang tấc. Dù vậy, anh cũng tiếc nuối cho những nạn nhân xấu số. Họ đã hóa trang một cách lộng lẫy đẹp đẽ nhất, nhưng phép màu đã không xuất hiện. Phía dưới bài viết, nhiều bạn bè đồng nghiệp như danh ca Bằng Kiều, nhà thiết kế Võ Việt Trung đã động viên tinh thần sau những gì Hiếu Nguyễn đã trải qua. Nguyên chia sẻ của Hiếu Nguyễn, giờ đây mặc dù đã hạ cánh về Việt Nam, được nằm trên chiếc giường thân thương của mình, thì cảm xúc của Hiếu ở đêm hôm đó tại Itaewon vẫn chưa hề nguôi ngoai. Mỗi khi nhắm mắt lại, Hiếu vẫn thấy cảnh tượng đó hiện lên trong đầu. Tới giờ Hiếu vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc này, vì rằng những sự thật mà mắt thấy tai nghe đã ám ảnh lấy tâm trí của Hiếu. Tối 29 tháng 10, Hiếu trong một chuyến du lịch cùng bạn bè tại Hàn Quốc, Hiếu đã quyết định đi chơi Halloween cùng mọi người. Chẳng mấy khi có cơ hội đặt chân tới xứ sở Kim Chi, lại vào một mùa lễ hội mà Hiếu biết chắc chắn sẽ rất tưng bừng và náo nhiệt. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại có thể rẽ theo hướng mà không một ai có thể ngờ được. Khi ấy, Hiếu và bạn bè quyết định tới Itaewon để cùng tận hưởng không khí của lễ hội Halloween. Khi tới nơi thì vẫn còn khá sớm, Hiếu đã cùng mọi người đi dạo quanh một vòng. Đi được một lúc thì dòng người trở nên tấp nập lên trông thấy. Lúc đó là khoảng 21 giờ, Hiếu và mọi người quyết định rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường Itaewon chơi. Dòng người trước mặt Hiếu trở nên ngày càng đông đúc hơn, họ bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau. Dòng người ùa vào từ cả hai đầu đường Itaewon, cứ thế chen chúc nhau và chật cứng lại. Có người nói lớn là có idol xuất hiện nên lao tới xem, có những người lại nói là có một đám cháy ở một quán bar gần đó. Tới giờ Hiếu vẫn không thực sự rõ nguyên nhân là gì, nhưng Hiếu biết chắc chắn một điều, ngay lúc đó chính là sự hỗn loạn. Cứ thế dòng người chen lấy nhau, tiếng la hét càng ngày càng lớn. Đừng có đẩy nữa là toi bây giờ, tôi ngợp thở quá, là những thứ mà Hiếu nghe được. Nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn, Hiếu vận động cả nhóm chạy ra khỏi Itaewon ngay. Cảnh tượng hỗn loạn cứ thể diễn ra cho tới khi lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc. Tiếng la hét bắt đầu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cảm giác như thể Hiếu đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh. Thoát khỏi địa ngục trong tích tắc, tới ngày hôm nay Hiếu vẫn luôn cảm nhận rõ sự kinh hoàng và nỗi thương tiếc cho những người xấu số. Thương thay cho họ, những người khoác lên cho mình những bộ đồ tuyệt vời nhất, trang điểm lộng lẫy nhất mà không hề biết rằng tai họa sắp giáng xuống và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của họ.